Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi thìn tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thìn âm lịch chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, vận trình tháng mới của người tuổi thìn khá bất ổn, thăng trầm bất định. Mặc dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và trí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyệt lệnh chơi xấu. Công việc tháng này gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì tránh nóng vội kẻo hỏng sự đặc biệt bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép về tài lộc hung tinh xuất hiện khiến tài chính ảm đạm có dấu hiệu tổn hao nặng nề thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát tiền mất tật mang tài khí sa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo tiêu tán tài sản chuyện tình cảm của người tuổi này không hề dễ dàng trong tháng kỷ hợi này nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt người nhà nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn tới nữ mệnh tuổi thìn phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút chủ yếu do áp lực tinh thần khiến bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu stress ăn uống kém ngon có thể bị sụt cân bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý tử vi tuổi thìn tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng nhận thấy, đây có thể coi là một tháng khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi thìn, khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 10 năm 2021 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh do ảnh hưởng của nguyện lệnh lâm suy. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi những chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và trí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyện lệnh chơi xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tháng này điểm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung do đó lời khuyên dành cho bạn là chớ nên bốc đồng sốc nổi cố gắng duy trì các mối quan hệ ở mức hòa hảo thì hơn và tuyệt đối phải tránh xa các cuộc chia bè kết phái hay nói xấu người khác đôi khi chúng ta phải chịu chút ấm ức thiệt thòi thì cũng đừng quá để tâm một điều nhịn là chín điều lành đừng để hành động thiếu suy nghĩ nhất thời để lại hậu quả khó bề bù đắp hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình hoàn thành định mức thì rắc rối sẽ tự tránh xa bạn Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Hai cát tinh là Tử Vi và Giải Thần sẽ hỗ trợ bạn có tinh thần vững vàng, quyết tâm cao độ để vượt qua mọi sóng gió để nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Chắc chắn khi đã trải qua nghịch cảnh, bạn sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, hành trang kinh nghiệm lại càng nặng thêm tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện tài lộc. Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về mặt tài lộc công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của người tuổi thìn thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi. Do tác động của nguyệt lệnh lâm suy lại thêm hung tinh kiếp tài, tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ cần đề phòng cảnh giác tránh thất bại do lơ là mất tập trung thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát tiền mất tật mang trong quá trình làm ăn kinh doanh hoặc gặp gỡ đối tác vì suy nghĩ cố hữu hạn hẹp tầm nhìn ngắn nên các hợp đồng có được đều mang tính thời vụ chưa nhiều bứt phá điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của bạn do đó bạn cần làm tốt các quan hệ nhân duyên bên cạnh mình mở rộng quan hệ xã hội để có thêm nhiều cách nhìn sâu xa hoặc các ý kiến mới mẻ cho việc cải thiện thu nhập nhìn chung tháng này tuổi thìn khó mà tìm được cơ hội trong các dự án đầu tư buôn bán bất động sản cổ phiếu hay hạng mục công việc đang theo đuổi vì thế hãy dành thời gian để quan sát tích lũy kiến thức kinh nghiệm hơn là vội vàng tiến hành để hạn chế rủi ro tài chính ngoài ra bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tài chính thật rõ ràng và chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế tình trạng tiền bạc trôi khỏi túi làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu con giáp này vốn giỏi tính toán có tài năng thiên bẩm về quản lý tài chính tuy nhiên đôi khi bạn lại quá chủ quan thiếu tầm nhìn xa trông rộng nên rất dễ phạm sai lầm lớn mà mất trắng người làm kinh doanh cần đề phòng bị đối thủ cạnh tranh hãm hại cướp mất tiền của nguồn hàng nguồn khách Dân văn phòng chú ý các điều khoản hợp đồng, bút xa gà chết, tiền bạc không phải trò đùa, đến lúc có chuyện lại phải lấy tiền túi ra bù. Tử vi tuổi thìn tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Bước sang tháng kỷ hợi năm tân sửu này, chuyện tình cảm của người tuổi thìn không hề dễ dàng khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt các cặp đôi thường xuyên xung đột nổi giận cãi vã liên miên làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh nhân duyên của người độc thân không phải không có những cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này, tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, sức khỏe của tuổi thìn trong tháng này giảm sút khá nhiều, bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, quể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, vận trình lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định. Quý nhân, tí, dần. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. 2. Giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, hợi, mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. 3. Bính thìn, thuộc mệnh thổ, nam la hầu, nữ kế đô khẩu quyết, vận trình tài lộc ảm đạm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi. Quý nhân, dậu, hợi. Tiểu nhân, tí, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, mùi, thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 5. Canh Thìn thuộc mệnh Kim, Nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết: Sức khỏe giảm sút khá nhiều, chú ý điều dưỡng sức khỏe tinh thần. Quý nhân: Hợi, Mão. Tiểu nhân: Mùi, Tý. Màu sắc may mắn: Hồng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình Tử Vi của tuổi Thìn trong tháng 10 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại